thì trong cái phần giảng bài với sinh viên hoặc khi đi có những buổi nói chuyện đại chúng ra bên ngoài thì thật sự là cái cảm xúc của mọi người nó có phần khác nhau. Sinh viên thì họ cũng có dịp học cho nên là họ thường là hay hỏi để hiểu nhiều hơn. Thế còn khi mà chia sẻ ra ngoài đại chúng thì thường mọi người cũng có một cảm xúc chung là AI làm cái gì đấy nó rất là ghê gớm, nó làm được nhiều chuyện kỳ diệu nhưng mà cũng sợ sợ. Thì tôi nghĩ đấy là cảm xúc cũng khá là phổ biến. Thế nhưng thí dụ như bạn vừa nói về những người mà họ phải ra quyết định, những người làm quyết định thì thường họ có một cái băn khoăn là nghe về AI thì rất là hay, truyền thông chỉ ra những cái thí dụ máy móc làm rất nhiều thứ. Thế nhưng trong công việc thường ngày của tôi thì nó không quá liên quan đến những cái thứ mà tôi nghe và tôi nhìn thấy nói về AI. Thế thì mà bây giờ lại nói là phải dùng AI, AI phải dùng vào trong công việc cuộc sống hàng ngày. Thì liên quan đến cái phần đấy thì tôi cũng hay nói là thật ra thì AI nó không phải là toàn những thứ rất là cao siêu, những thứ như là robot, vân vân. Mà đúng hơn thì đấy là cái đích của AI, những câu chuyện của AI nó phải phát triển trong đường dài. Và gần đây thì người ta đều khẳng định là cái có hai hướng AI tổng quát và cái AI chuyên dụng. Thì gần đây trong chiến lược phát triển AI của các nước thì đều hướng đến cái AI chuyên dụng, của nước Đức cũng như vậy. Và cái AI chuyên dụng thì về cơ bản là sử dụng dữ liệu để cho cái hoạt động của con người nó được tốt hơn, được hiệu quả hơn. Thứ nhất là với đại chúng và với rất nhiều bạn trẻ thì một cái câu hỏi rất hay hỏi về AI là thì có thể đến lúc nào đấy mà AI nó hủy diệt mình không, nó khống chế mình không, kể cả có những người rất nổi tiếng cũng băn khoăn những câu hỏi đấy. Thì câu hỏi thứ hai thì liên quan đến câu chuyện mà tôi gần đây hay nói chuyện về chuyển đổi số và yếu tố về công nghệ, thì AI được xem là công nghệ then chốt để thực hiện cái sự thay đổi khi mà chúng ta chuyển lên môi trường số. Thì câu hỏi thứ hai vẫn là tôi phải dùng AI, nhưng mà tôi dùng AI thế nào trong cái việc của tôi để tôi thay đổi cái cuộc sống và cái công việc của tôi. Thì đối với câu hỏi thứ nhất thì thật sự là cũng chưa có một cái câu trả lời nào thật hoàn toàn là thỏa mãn tất cả mọi người. Nhưng chúng ta đều có thể tin rằng là chính con người làm ra trí tuệ nhân tạo, và trí tuệ nhân tạo thì cũng có một số cái khả năng nó có thể tự chủ. Thế nhưng mà con người làm ra AI thì tôi tin là cũng có cách để khắc phục được AI, tôi và điều khiển được AI. Tôi có nói chuyện với rất nhiều bạn bè là những người làm nghiên cứu rất là nổi tiếng trên thế giới về AI thì đều tin là sẽ từng bước là làm chủ tất cả những chuyện đấy. Nghĩa đến cái khía cạnh tích cực của AI là nhiều hơn, không cảm thấy lo ngại nhiều ở chỗ đấy. Chỉ có điều là con người có thể sử dụng AI một cách lợi dụng AI để phục vụ cho những mục đích của mình. Thí dụ như là Facebook hay các cái chỗ mà mạng xã hội thu thập rất nhiều dữ liệu rồi có những người dùng dữ liệu đấy vào những mục đích riêng của mình cũng bằng những công nghệ của AI. Thì họ có thể giúp cho hiểu hơn và khai thác được, tận dụng được những cái thông tin của cá nhân của từng người rồi làm những việc này khác. Thì AI cũng giúp từ đấy, hay là AI làm ra tin giả, vân vân vân. Thì chỗ đấy là những cái thứ nó gần hơn mà chúng ta cần phải suy nghĩ, đang lo nhiều hơn. Thế còn về câu hỏi thứ hai mà người ta rất hay hỏi là bây giờ thì AI nó giúp tôi làm gì trong một câu chuyện tôi phải thay đổi cách sống, cách làm việc. Thì thật ra có rất là nhiều. Nếu mà tôi chỉ đơn giản một bạn sinh viên bây giờ mình phải học tiếng Anh chẳng hạn, mình không phải sống trong môi trường nước ngoài, nhưng bây giờ có rất nhiều công cụ mà nó dạy cho tôi phát âm. Rồi tôi có thể đọc những cái câu mà rồi nó sẽ báo lại tôi sai chỗ nào, đúng chỗ nào, sẽ giúp cho tôi điều chỉnh đến bao giờ cái phát âm của tôi nó tốt hơn. Hay là khi tôi viết thì AI có thể chế ra những cái phần mềm mà giúp cho phân tích cho tôi biết là tôi sai đúng ở đâu, vân 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 vân. Thế còn đối với các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức thì thật sự AI là chính là cái chuyện phân tích dữ liệu. Khi mà tôi có dữ liệu, AI giúp cho tôi thấu hiểu về cái hoạt động của tôi, về tài chính, về khách hàng, về quảng bá, về nhân lực, vân 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 vân. Thì có lẽ đấy là những cái sức mạnh của AI, và chính là cái việc AI nó sẽ giúp cho người ta thay đổi cách sống và cách làm việc.